Hello, xin chào quý anh chị nhà đầu tư đã quay lại với kênh Ichimoku Club nha anh chị. Mình là Ngọc Lâm. Thì anh chị nhà đầu tư nào xem cái video này nhớ like và thả cho mình một quả tim nha anh chị. Dưới cái phần bình luận bên dưới, anh chị nào mở tài khoản giao dịch tham gia vào những cái đông khách hàng để mà nhận những cái siêu sóng trong giai đoạn sắp tới thì nhớ liên hệ trực tiếp với mình nha. Trong thời gian qua thì mình đã có những cái video cảnh báo Facebook rồi, tất cả mọi nền tảng mình đã cảnh báo anh chị nhà đầu tư rồi. Tới bây giờ thì anh chị thấy là thị trường tiếp tục điều chỉnh. Tuy nhiên là mình sẽ có một nhận định hơi có phần tích cực hơn cho cái tuần tới nha anh chị. Hơi có phần tích cực hơn cho nhà đầu tư trong cái thị trường tuần tới. Ok, thì anh chị nhà đầu tư nào nhớ like và thả cho mình một cái quả tim nha anh chị. Cảm ơn anh chị rất nhiều, không làm mất thời gian của quý anh chị nhà đầu tư nữa nha anh chị. Đi thẳng vào vấn đề luôn. Là anh chị thấy là phiên hôm qua thì mình có một cái video nói về cổ phiếu ngân hàng. Thì ở đây mình nghĩ là khi mình nói sơ qua như vậy thì anh chị nhà đầu tư sẽ không hiểu câu chuyện lắm. Thì bây giờ mình sẽ giải thích về chỗ ngân hàng một tí. Sau đó mình giải thích về những cái mã cổ phiếu như Novaland đồ có khả năng sẽ được giải cứu được hay không. Thì như anh chị thấy là ngân hàng á, thì sẽ có những ngân hàng người ta sẽ cho vay về cái bất động sản như cho vay vào Novaland, nhưng mà sẽ có một số ngân hàng nha anh chị, ví dụ như Vietcombank rồi nó không dính vào những cái giai đoạn này anh chị thì nó sẽ rất mạnh. Và nếu như một số ngân hàng mà bị cái nợ xấu trong giai đoạn này hoặc là xấu xí gì đó trong giai đoạn này thì Vietcombank nó lại tốt nha anh chị, nó lại tốt. Có khả năng là những cái mã cổ phiếu đó nó rất khó điều chỉnh đó nha anh chị, nó sẽ neo giá tùy theo ngân hàng nha anh chị, chứ không phải là toàn bộ ngân hàng sẽ có một hai như ngân hàng nhà nước BIDV đồ nè, nó sẽ rất mạnh trong giai đoạn sắp tới. Không, nó không dính vào cái câu chuyện này. Những ngân hàng nào mà dính vào thì nó mới mệt, còn những ngân hàng nào không dính thì nó lại tốt. Thì khi mình nhìn vô cái góc độ mình sẽ thấy là sẽ có được vài cái ngân hàng khá là ưu tú đó, mình phải đánh dấu lại nha anh chị. Ví dụ như là Vietcombank nè, BIDV nè, đó là những cái mã cổ phiếu mà anh chị phải lưu ý tới đó. Còn bây giờ cái câu chuyện giữa thằng Novaland, DG nó khá nóng trong cái giai đoạn này á, thì mình nói anh chị nhà đầu tư không ai mà đầu tư vào một cái con tàu đang chìm anh chị. Khi mà nó chìm xong rồi á, thì anh chị nhà đầu tư có đi trục vớt nó thì trục vớt thôi, chứ còn trong cái quá trình này nó sẽ tìm cái đáy sâu thấp, đáy trước, nói chung là nó liên tục ở trong cái giai đoạn này để mà nhận diện ra để bắt đáy thì nó còn rất là lâu anh chị. Và mình nói anh chị nhà đầu tư luôn, có thể có giải cứu hay không, mình nói anh chị nhà đầu tư cái bất động sản này anh chị, nó là bất động sản cao cấp, nó không ảnh hưởng tới dân, nó không ảnh hưởng tới dân nhiều. Cái đây là một cái tầng cao mới ở trên nha anh chị, thì bây giờ nó không ảnh hưởng nhiều thì khả năng là để mà tự cứu mình thôi anh chị, tự cứu mình đó là một điều trên hết, tự cứu mình thôi, nó không ảnh hưởng gì nhiều. Ví dụ nó ảnh hưởng quá nhiều tới cái cuộc sống hoặc là cái đời sống của người dân thì mình nghĩ là có thể, nhưng mà bây giờ là nó không ảnh hưởng gì nhiều hết, không ảnh hưởng gì nhiều thì cái khả năng mà để mà có thể giải cứu hay không là rất khó. Thứ hai nữa anh chị thấy là những cái mã như là Novaland, DG thì anh chị nhìn vô, ví dụ bây giờ mình phải nhìn vào nha anh chị, tại vì rất nhiều anh chị nhà đầu tư đang bị kẹp NVL đây, đang bị kẹp những cái mã cổ phiếu này do bắt đáy nha anh chị. Thì bây giờ anh chị nhìn nó là mỗi trục giá đi xuống không, đáy sâu thấp hơn đáy trước liên tục như này, đáy đây bây giờ nó đang có xu hướng đi tụt xuống nữa và nó chưa có câu chuyện gì hết. Mình đừng có ví dụ mình bắt đáy không, ví dụ mình bắt đáy thì mình có thể bắt một cái ly cà phê nào đó thôi, chứ mình đừng có bắt hết cái tài sản bình vào hoặc là trung bình giá đối với những mã cổ phiếu này. Đặc biệt những mã cổ phiếu này anh chị chưa nên trung bình giá khi nào nó đạt cái tín hiệu anh chị không. Mình nói là khi nào mà xuất hiện lên một cái nhà đầu tư kền thì lúc đó mình mới suy nghĩ tới câu chuyện là cân giá chứ không phải là trung bình giá. Anh chị trung bình thì bây giờ nó xuống tới khu vực có thể một cái doanh nghiệp nó đang xấu, cổ phiếu nó có thể đi từ 10 xuống lại 5 là bình thường anh chị. Anh chị có thể thấy là cái tài sản của Novaland nó lớn quá, làm sao nó xuống 5 được em. Trên thị trường này cổ phiếu nó bình thường lắm anh chị, nó ưng là nó đi xuống thôi, không ai mua vô là đi xuống thôi anh chị, ai chê là đi xuống thôi, chứ không phải là nó giống như là cái miếng đất bên ngoài nha anh chị, nó xuống mức giá nào đó thôi. Nhưng mà trên thị trường cổ phiếu có thể nó sẽ khi mà nó đang xấu rồi thì giá nào nó không thể xuống được, tại vì khi nó xuống 2.000 nó xuống 1.000 anh chị vẫn lỗ 50% mà. Thành ra những cái mã cổ phiếu này nếu như anh chị nhà đầu tư nào có thì bây giờ phải chờ cái tín hiệu để mà cân giá khi nó có nhà đầu tư kền. Thứ hai nữa là anh chị phải thấy là DG, ví dụ DG chẳng hạn, thì bây giờ anh chị phải chờ thôi. Anh chị mua vô là có thể nó hồi lên xong nó tẹt xuống, nó hồi lên tẹt xuống, ngày nào nó cũng đi tìm cái đáy mới hết. Mình đề cái đáy nó chỗ này mà mình game nó còn dưới 10 lần anh chị, dưới 10 lần. Bây giờ anh chị trung bình giá xuống là anh chị nhà đầu tư chưa có gì hết. Bây giờ là xuống tới tầm 2 đáy đã, coi như thế nào đã. Sau đó nếu như mình lỡ mà kẹp hàng vô những mảng phiếu này anh chị, thì mình phải chờ và mình sẽ cân giá, chứ mình không có mua xuống nha anh chị. Bản chất những cái mảng cổ phiếu đây nó tới một mức giá nào đó thôi nó sẽ dừng lại nha anh chị. Công ty không phá sản thì khả năng sẽ xuất hiện lên nhà đầu tư kền, thì lúc đó anh chị nhà đầu tư có thể là chú ý tới để đi cân giá, thì lúc đó anh chị nhà đầu tư sẽ giành cái phần thắng nó cao hơn là bây giờ anh chị trung bình dỡ xuống. Bây giờ anh chị có bao nhiêu tiền hoặc là làm được lương tháng bao nhiêu cái vô cân thì sẽ không đủ tiền đâu nha anh chị. Chờ đợi. Bây giờ cái quan trọng nhất của mình để sửa sai đó là kiên nhẫn chờ đợi đối với thị trường, đúng không? Kiên nhẫn chờ đợi. Cái câu chuyện của những cái mã cổ phiếu này thì có dịp mà cà phê thì mình sẽ nói cho anh chị nhà đầu tư nhiều câu chuyện hơn. Còn bây giờ là rất khó cho những cái doanh nghiệp như thế này. Đó. Còn lại trên thị trường của mình thì anh chị thấy là mỗi lần mà thị trường nó xấu một cái là đủ tiếng xấu hết anh chị, không? Thì bây giờ anh chị nào mà đang kẹp lớn đối với những mã cổ phiếu này mà cần giải quyết thì có thể liên hệ với mình. Sau này nếu như nó có một cái tín hiệu mà nhận được những cái tín hiệu đó, mình sẽ báo cho anh chị nhà đầu tư để anh chị nhà đầu tư có thể cân giá lại một cách nó hiệu quả nhất và để mà sửa sai trong cái giai đoạn vừa rồi. Đó là cái mà mình có thể giúp anh chị nhà đầu tư, có thể là hỗ trợ thêm cho anh chị nhà đầu tư vượt qua cái giai đoạn khó khăn thôi. Mình thì không bao giờ bỏ mặt anh chị trong cái giai đoạn khó khăn nha anh chị. Anh chị nào cần liên hệ với mình, không? Nhưng mà mình khi mình chia sẻ anh chị nhà đầu tư phải làm theo chứ, còn phải gì anh chị hỏi mà anh chị không làm. Ví dụ như một số anh chị nhà đầu tư gửi cho mình là cái tài khoản 20 mã cổ phiếu, mình nói anh chị nhà đầu tư là xử lý đi, không? Nhưng mà lại không xử lý anh chị, nó lại đi ngược lại. Bây giờ nó càng ngày nó càng lún sâu nữa, rất là khổ, không? Trước khi đi vào cái phân tích thị trường thì mình nói cho anh chị nhà đầu tư một cái luôn, đó là cái giai đoạn vừa rồi thì mình đã khuyến nghị cũng như là cân nhắc cũng như là cảnh báo rất nhiều cho anh chị nhà đầu tư rồi. Tuy nhiên là trong giai đoạn này thì anh chị nhà đầu tư chưa bán thì cũng là hết sức bình tĩnh. Thật sự là mình nói với anh chị nhà đầu tư khi mình chia sẻ những cái video hoặc là mình nói về câu chuyện đó, mình cũng mong muốn cho anh chị nhà đầu tư là không bị lỗ thôi, đầu tư một cách cho nó hiệu quả thôi. Thực chất là khi mình chia sẻ với anh chị nhà đầu tư một riêng về cái trên thị trường nha anh chị, thì anh chị thấy là khi mà anh chị nhà đầu tư mà không mua cổ phiếu á, thì anh chị nhà đầu tư sẽ không có lãi, đúng không? Nhưng mà anh chị không lỗ, anh chị là sẽ không lỗ. Thì cái chia sẻ của mình giai đoạn vừa rồi anh chị là nếu như mà nó không có sập thì nó không có bị mất tiền, nó không có mất tiền nha anh chị, nó không có làm anh chị nhà đầu tư tốn kém, đúng không? Nhưng mà nó đúng á, nó sẽ giữ được tiền cho anh chị nhà đầu tư rất nhiều. Thì tới bây giờ anh chị thấy nó quá đúng rồi gì nữa, không? Phiên thứ 6 bây giờ anh chị nhà đầu tư rung hết rồi. Thì bây giờ mình sẽ phân tích về thị trường để mình đưa ra cái góc nhìn khách quan nhất cho anh chị nhà đầu tư về cái giai đoạn sắp tới như thế này. Thì rất là nhiều người bây giờ họ nhìn vào thị trường của mình, họ nói ôi trời ơi xấu quá, đúng không? Có thể là thị trường về 800 900 gì đó, bây giờ quá nhiều người nói về câu chuyện đó rồi thì mình lại đi ngược lại nha anh chị. Cái hành trình mà để mà từ đây mà đi ngược về đâu đó là tầm cỡ vài tháng tới nó cũng sẽ tương đối là khó. Nó sẽ từ đi xuống này, nó cưa nó chém nhà đầu tư, chứ không phải là nó có đi cái rào để về tới đó. Anh em mình mua xong anh em mình nhảy lên tàu cái là nó đi lên lại đâu, nó quá dễ cho anh em mình rồi, đúng không? Cái quá trình xảy ra cái hiện tượng này nó sẽ kéo dài và nó ngấm vào, nó sẽ đánh đòn nhà đầu tư. Có thể phiên thứ hai nó sẽ có một cái nhịp hồi lên trở lại, nó sẽ có một cái nhịp rút chân lên trở lại, sau đó là nó xanh lên rồi nó tạo ra cái hiệu ứng tâm lý. Tại vì mình đã từng giao dịch trong cái thị trường này rồi, mình biết anh chị, mình biết là nó sẽ đánh đòn vào mặt tâm lý, nó sẽ trút hết những cái đồng bạc cuối cùng. Ví dụ như anh chị mà trung bình giá, nó sẽ lấy hết cái đồng bạc đó của anh chị nhà đầu tư luôn. Thì với cái chiến lược để mà giao dịch thật sự là nó hiệu quả trong giai đoạn sắp tới, đó là cái câu chuyện là anh chị phải tìm điểm để cân giá chứ không phải là trung bình giá. Mình đã nói một cái video là không được trung bình giá rồi, trung bình là anh chị chết. Anh chị chỉ có câu chuyện đó là chờ cái tín hiệu, sau đó là bắt đáy vào cho nó kéo lên cái là nó cân lại cái giá cả tất cả mọi thứ. Anh chị phải trung bình là chết. Thì như anh chị nhìn lên đây thì hiện tại cái đáy của nó là quanh khu vực là 1014. Thì cái 1014 này là một trong những cái mà tương đối quan trọng của thị trường ở trong giai đoạn này. Đừng phá là được như vậy, nó phá 1014 là xuống lại 1000 này. 1000 này thì mình nghĩ là xuống lại 1000 nó lại hồi trở lên lại. Xuống 1000 mình nghĩ là nó hồi lên lại. Thứ hai, nếu nó có phọt sale á thì nó sẽ ép xuống tới đây luôn. Nó sẽ có phọt sale, nó sẽ ép tới đồng 985, 980, hôm bữa có video nói rồi. Nhưng mình nghĩ là nó sẽ quanh quẩn ở đây thôi, quanh quẩn ở đây. Tại vì đây là một cái vùng trống thông tin, chưa có thông tin gì nhiều, nó không có thông tin gì hết nhiều. Thành ra mình giờ mà để mà đạp lên một cái gì đó thật lớn thì nó cũng chưa có gì để mà đạp. Bây giờ nó ra tin xấu thì bắt đầu nó sập rồi. Tuy nhiên là nó không có gì hết thì nó cứ sừng ở đây. Có thể thứ hai nó lại hồi lại, nó đi ngang theo một cái hợp giá đây thôi. Bây giờ mình phải nhìn về mặt ngắn hạn nha anh chị, để anh phân tích. Mình đừng có sợ quá nha anh chị, mình cũng đừng có sợ quá. Nhưng mình mua bán phải có kỷ luật nha anh chị. Ok, thì anh chị nhìn vô đây anh chị thấy là cái vùng giá 1000 này nó sẽ có một hỗ trợ. Thì bây giờ anh chị nhìn vô này, hôm trước mình nói là 1028 mà mất là bắt đầu nó sẽ có xu hướng xấu này anh chị. Nó có xu hướng xấu này, đúng không? 1028 mà mất, mình vẽ một tên khá nhiều tại vì trong cái livestream TikTok á, chỉ cho anh chị nhà đầu tư là cái xu hướng đó là 1028 nó mất này. Anh chị thấy 1028 nó mất không? Nên nghĩ nó cũng sẽ quanh quẩn ở đâu những cái vùng đáy cũ này thôi, nó sẽ quanh quẩn lại cái đáy cũ này. Khi mà anh chị đưa vô những cái công cụ này vô là anh chị thấy khá là rõ, đúng không? Có thể là đợt này nó xuống nó quanh quẩn lại cái vùng giá đáy phía dưới này, có thể nó chạm khu vực là 1020 gì đó, bắt đầu nó cũng sình ở đây. Tuy nhiên là giai đoạn này để mua mới thì rất hiếm mạng cổ phiếu để mà tham gia nha anh chị, tại vì nó tương đối nó cao rồi. Anh chị thấy không? Mỗi lần cái này đi lên nó chạm cái là nó lại đi xuống này. Thì bây giờ cái này nó đi xuống tới đâu anh chị? Nó xuống lại đâu đó dưới đây nè. Thì bắt đầu nó đi lên trở lại. Bây giờ mình chờ thôi. Còn cái này để mà sập sâu gì đó xuống 800 liền mình nói chưa đâu anh chị. Mình đã là một người đang chờ những cái vùng giá đó rồi, nhưng mà mình nói anh chị nhà đầu tư là nó xảy ra cái này rất là lâu. Nó xảy ra cái hiện tượng này rất lâu nha anh chị, chứ không phải là một sớm một chiều đâu. Không phải một sớm một chiều nha anh chị, nó diễn ra rất là lâu đối với cái thị trường, chứ không phải là một sớm một chiều. Mình nghĩ là nó phải qua ít nhất gì tới tháng 5 gì đó, tháng 5 gì đó thị trường nó mới dưới, nó giao dịch dưới 900 được. Còn bây giờ là nó có, nhưng mà cố gắng kiên nhẫn chờ đợi. Anh chị nào đã chờ đợi rồi cứ cố gắng kiên nhẫn chờ đợi. Hiện tại thì mình đang cố gắng để mà nhận thêm những cái tài khoản, ví dụ như anh chị nhà đầu tư nào có 2, 3 tỷ, 4, 5 tỷ gì đó trong cái trận năm 2023 này, anh chị muốn nhân lên 1 lần 2 lần gì đó thì có thể là liên hệ. Tại vì cái trận này là một trận lớn, trận này là trận suy thoái, trận này là trận khủng hoảng. Thì nếu như mà anh chị nhà đầu tư chờ đợi được đủ kinh nghiệm thì anh chị có thể nhân lên và lấy lại cái khoản thận thua lỗ ở năm 2022 đó. Thì bây giờ anh chị nhà đầu tư bắt buộc anh chị nhà đầu tư phải quan sát là chủ yếu, đừng có xuống tay liền. Ở trong giai đoạn này sẽ có một cái giai đoạn để anh chị xuống sát ở trong cái giai đoạn sắp tới, nhưng mà cố gắng bình tĩnh lại. Và mình đang cố gắng làm sao đó để mà khi mà có tín hiệu mình sẽ thông báo cho quý anh chị nhà đầu tư. Còn ở đây giao dịch anh chị chẳng qua là 1-2 mã cổ phiếu gì đó anh chị nhà đầu tư giao dịch cà phê thôi. Cái trận đánh lớn mình nói anh chị nhà đầu tư, trận đánh lớn là trận đánh sắp tới đây này anh chị, sắp tới đây, một cái trận đánh mà sau này anh chị nhà đầu tư sẽ kể lại cho con cháu nghe, một cái trận mà trận xích bích, đúng không gì? Xích bích trong giai đoạn sắp tới. Nên thành ra là chuẩn bị tinh thần nha anh chị, chuẩn bị tinh thần chiến đấu. Mình sẽ đi cùng với anh chị nhà đầu tư trong giai đoạn sắp tới, đồng hành cùng với anh chị nhà đầu tư, cùng giao dịch với anh chị nhà đầu tư luôn trong giai đoạn sắp tới. Còn về giao dịch cà phê thì anh chị nhớ là mình nói anh chị nhà đầu tư rồi, đúng không? Phải cẩn thận và một cái phần nào đó thôi. Nếu không anh chị không được quấn full tay ở trong giai đoạn này, full tay là chết nha anh chị. Tại giai đoạn này nó ra giai đoạn rất là cực khó khăn nha anh chị. Nên lưu ý những cái vấn đề này nha. Thì bây giờ là nó dạng như cái câu chuyện ở trong cái thời điểm này anh chị, nó là giao dịch với cái khối lượng thấp. Những nhà đầu tư mà lớn với nhau người ta đang đấu đá với nhau, có thể về phái sinh, có thể về thị trường long sọt với nhau. Thành ra là khi mình vô ở trong giai đoạn này mình rất là khó chịu. Nó đánh lên đạp xuống, đánh qua đánh lại, đánh lên đạp xuống, đánh qua đánh lại. Nói chung là nó sẽ dồn lên. Có thể mình thấy dài như thứ hai nó lại long trở lên lại, không? Đó, người ta đang đấu đánh với nhau mà. Thành ra là anh chị nhà đầu tư lưu ý là có thể là đang như thế này nhưng thứ hai nó lại vòng, nó đi lên trở lại, nó đi tới đi lui, đi tới đi lui, đúng không? Còn về cái ngân hàng thì mình nói anh chị nhà né ra một số ngân hàng, không phải là né hết, tuy nhiên là một số ngân hàng anh chị phải tránh ra. Có thể nó sẽ dính vào nợ xấu rất lớn trong giai đoạn sắp tới. Thành ra nhóm ngân hàng là mình không có đánh giá để mà đầu tư trong năm 2023 nha anh chị. Trừ những cái mã như Vietcombank đồ, nếu như mà những ngân hàng khác xấu thì may ra mấy thằng này nó sẽ vượt sóng, nó đi lên. Có thể là thằng này nó sẽ vô điều chỉnh thôi, nó không gãy rồi, nó không gãy hồi phiên thứ 6 này rồi. Vietcombank rồi thì mình cảnh báo anh chị nhà đầu tư hết rồi, đúng không? những cái ngân hàng nợ xấu nó sẽ rất cao. Những khi mình nhìn vô bức tranh tài chính ở trong cái thời điểm này, anh chị thấy là ví dụ anh chị nhà đầu tư đi vay mượn để mua bất động sản, hoặc là anh chị đi vay mượn để sản xuất đi, thì khi mà tình hình khó khăn như thế này thì anh chị không có đủ sức trả thì ngân hàng sẽ bị nó sẽ nhiều nợ xấu thôi, đúng không anh chị? Ngân hàng sẽ nhiều nợ xấu. Thì bây giờ là anh chị thấy cái điều đó xảy ra rồi, thì bây giờ cái lợi nhuận của ngân hàng quý 2, quý 3, quý 4 tới thì nó có cái điểm sáng không? Nó không có điểm sáng gì, cẩn thận nha anh chị. Đó là cái góc nhìn mình chia sẻ thêm với chị nhà đầu tư, hãy cẩn thận đối với thị trường ở trong giai đoạn này và chuẩn bị cho mình cái sức mua lớn ở trong giai đoạn tới. Tại sao mình nói rất nhiều về cái điều này? Nhiều anh chị kêu sao Ngọc Lâm nó nói nhiều quá, ngày nào cũng nói, nó nhiều quá em ơi. Nhiều người đó là mình kích hết anh chị, mình block hết. Không, tại vì khi mình nói nhiều quá anh chị, tại vì mình thấy được cái rủi ro, mình đi cảnh báo cho anh chị nhà đầu tư. Không phải là anh chị nhà đầu tư ngày nào anh chị cũng xem mình được. Có một số anh chị nhà đầu tư ở đâu đó vô tình người ta tới cái video của mình, người ta coi thì người ta mới thấy được. Còn bây giờ cứ nói một cái video không thì làm sao mà cảnh báo được cho anh chị nhà đầu tư khi mà thấy được cái rủi ro. Do là lúc đó anh chị thấy mình nói nhiều là do anh chị nhà đầu tư đang đơ ôm hàng thôi, thấy mình nói xấu quá anh sợ thôi. Chứ còn bản chất là tại sao cái trách nhiệm, cái nghĩa vụ của mình cứ chia sẻ thật lòng. Còn ví dụ anh chị nhà đầu tư nào mà bảo vệ được tiền rồi có thể là giữ được cái tài khoản anh chị, cái đó là mình tạo thêm cái phúc đức cho mình để mình đầu tư nó tốt hơn anh chị, chứ không phải là mình đi hô hào để cho thị trường nó xuống anh chị. Mình làm sao mà hô hào cho thị trường nó xuống được? Nếu mà mình mà hô hào cho thị trường nó xuống được thì mình hô ngày nào mình hô xuống thấp mình mua vào, đúng không? Nhưng khi chia sẻ với anh chị nhà đầu tư như vậy, một số anh chị nhà đầu tư tránh né được cái cú đó thì cái vấn đề đầu tư của mình trong giai đoạn sắp tới nó sẽ thuận lợi hơn, nó sẽ tốt hơn, chứ không là gì hết nha anh chị. Rồi khi mà mình chia sẻ cho anh chị những cái cuốn sách hoặc là những cái gì hay ho trên thị trường ở thời điểm này, mình cũng muốn anh chị nhà đầu tư tốt lên thôi. Tất cả mọi thứ trong giai đoạn tới, đúng không? Như anh chị đọc một cái cuốn như là Chiếc Lết Sệt và Cây Ô Liu, đó là một cuốn sách rất hay, nó nói về cái thị trường có thể là nước này có thể ảnh hưởng tới nước khác, nó dạng như là thế giới phẳng bây giờ thôi. Thì bây giờ anh chị phải tìm tới để anh chị đọc, để anh chị hiểu được cái quá trình vận động và cái ảnh hưởng của thị trường ở trong giai đoạn này. Đó là góc nhìn của mình chia sẻ cho anh chị nhà đầu tư. Tất cả mọi cái gì mình làm đều thật lòng nha anh chị. Còn cái vấn đề mà anh chị nhà đầu tư có tin tưởng hay không thì sau này anh chị nhà đầu tư đi đường dài hoặc là anh chị nhà đầu tư yêu quý thì anh chị nhà đầu tư có thể xem xét nha anh chị. Mình thì luôn luôn chào đón và lúc nào cũng mong muốn anh chị nhà đầu tư về để mà mình có thể đồng hành chia sẻ với anh chị nhà đầu tư nha. Anh chị nào đang có những cái nap tốt hoặc là 1 tỷ hoặc là dưới 500 gì đó, muốn trong giai đoạn sắp tới có thể thay đổi được cái nắp thì cố gắng đồng hành cùng mình trong giai đoạn sắp tới nha anh chị. Rất mong được sự ủng hộ và đồng hành với anh chị nhà đầu tư. Và đặc biệt trong giai đoạn này thì cố gắng không cần phải bám sát thị trường quá đâu anh chị, tại vì khi bám sát thị trường anh chị sẽ bị thị trường nó cuốn anh chị vào lại. Thành ra là cái nhiệm vụ của mình chính anh chị là bám sát thị trường và thông báo cho quý anh chị nhà đầu tư nha. Chúc anh chị nhà đầu tư có một cái ngày nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật vui vẻ nha anh chị, và chuẩn bị cho giai đoạn sắp tới một cái giai đoạn khác hẳn với cái giai đoạn vừa rồi, chuẩn bị cho một cái chu kỳ mới của thị trường nha anh chị. Một chu kỳ mới của thị trường, mình luôn chúc anh chị thành công và gặt hái thật nhiều may mắn. Ok, mọi người nào chưa like nhớ like, mọi người nào chưa thả tim nhớ thả cho mình một quả tim nha anh chị. Ok, xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị vào cái video sắp tới nha anh chị. Xin chào.